Toni Kroos, mùa giải TC, mùa giải tốt nhất của anh ở thời điểm hiện tại. Thi đấu tốt ở vị trí cam 95, CM 5 và có thể đá CDM 84. Mức lương 19, chiều cao 1m82, cân nặng 78 kg, thể hình trung bình, chân thuận như nhau. 5 năm. Anh đã từng thi đấu cho Bayern Munich, Bayer Leverkusen và Real Madrid. Ba sao kỹ thuật, ngôi sao thế giới, tổn gốc, xa, kiến tạo và đặc biệt là thánh chuyền bóng. Chúng ta sẽ review anh ở CM. CM thì Kroos nổi bật ở khả năng giữ bóng, khả năng chuyền ngắn, ra thể lực, khả năng dê bóng, chuyền dài, sút xa, chọn vị trí, tầm nhìn, phản ứng đều rất tốt. Đây là một trong những tiền vệ tấn công toàn diện cả trong khâu phòng ngự lẫn khâu tấn công. Ta để cà rốt CM, các bạn để tấn công cân bằng, đánh chặn bị động, cầu thủ tự do và xâm nhập cấm, công 3 và thủ 3. Phát huy tốt nhất khả năng của Toni Kroos mùa giải TC. Thì trong in-game, Kroos sẽ thể hiện như thế nào? Toni Kroos là một thành viên trong lứa thế hệ vàng của bóng đá Đức, đã từng vô địch World Cup 2010 vô địch Euro. Và những năm tháng gắn bó cùng với lại Bayern Munich và Real Madrid thì Kroos đều giành được danh hiệu Champions League, giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp độ câu lạc bộ. Năng đỡ bóng và đi bóng cũng nhanh, tốc độ tốt. Năng chuyền bóng thì rất tuyệt vời, thể hiện qua chỉ số ẩn thánh chuyền bóng, một chỉ số ẩn dành riêng cho những tiền vệ huyền thoại. Và đúng rồi, Kroos hoàn toàn xứng đáng là một huyền thoại, bởi vì anh đã có tất cả những danh hiệu lớn nhất cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như cấp độ câu lạc bộ. Có thể nói Kroos là một trong những tiền vệ có khả năng chuyền bóng hay nhất châu Âu. Kroos đã kết hợp với Luka Modric thành đôi tiền vệ sáng tạo bậc nhất bóng đá thế giới cũng như câu lạc bộ Real Madrid, giúp câu lạc bộ này chinh phục 3 chức vô địch C1 liên tiếp. Kroos là một trong những đối tác rất ăn ý Cristiano Ronaldo thời kỳ mà thi đấu cho Real Madrid. Điểm mạnh của Kroos không chỉ nằm ở năng tạo và bóng, anh phòng ngự cũng tương đối tốt và chắc chắn. Những tình huống tạo và Kroos đặt ra khả năng xuất xa của Kroos trong cao của mình. Anh đã vô số bàn thắng xa rất mắt. Năm nay bước vào độ tuổi 29,
Rốt vẫn đang thể hiện được phẩm chất xuất sắc nhất của mình thời điểm hiện tại. Anh cùng với Luka Modric, Casemiro là bộ ba trụ cột trong khu Real Madrid suốt thời kỳ của lúc này thống trị bóng đá châu Âu 3 năm liên tiếp. Để mà nói về Toni Kroos thì chúng ta chỉ nói hai từ, đó là hoàn hảo. Thật sự là như vậy. Năng xử lý bóng, cầm trịch, quyến rũ của Kroos là rất tốt. Anh khả năng thi đấu bóng bổng cũng rất là tuyệt vời. Các bạn thấy kiến tạo, một pha kiến tạo cực kỳ đẳng cấp của khi mà anh đã quan sát thấy khoảng trống, thực hiện một đường kiến tạo rất đơn giản, xuyên phá hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương. Và chắc chắn rồi, Gareth Bale không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Việc các tiền đạo được thi đấu cùng với một tiền vệ như Toni Kroos sẽ giúp hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo lên rất cao. Khi mà đường kiến tạo chuyền bóng của Kroos như đặt vào chân của tiền đạo vậy, mở toang ra cơ hội ghi bàn cho các tiền đạo. Kroos chuyền bóng sệt hay chuyền bóng bổng cũng đều rất tốt. Trên sân thì anh là một cầu thủ có khả năng chạy chỗ và chọn vị trí thông minh. Khả năng xoay sở và cầm bóng Saun tại Icon vẫn là tiền đạo số 1 in-game hiện tại. Rằng CR7 mùa giải Totti 19 là best. Đối với tôi thì huyền thoại vẫn luôn, Icon vẫn luôn, có rất khác biệt so với phần còn lại. Tất nhiên mọi sự so sánh thì mức của nó đã nói là huyền thoại thì không thể bàn cãi về đẳng cấp của anh ta. Tất cả những phẩm chất ưu việt nhất của một sát thủ nó thể hiện qua hai từ huyền thoại. Thấy khả năng quay trở rất nhanh, quan sát rất tốt. Tôi là một pha bóng đập luôn vào đầu Gareth Bale nhưng Gareth Bale đã bỏ lỡ cơ hội chào tạm.
hầu như đã truyền là đặt ngay cơ hội ghi bàn cho tiền đạo. Vì đặt ở số 33 thường có xu hướng lên cao hỗ trợ tấn công hơn là thực tế. Khả năng thi đấu ngoài đời của Kroos là anh tấn công rất tốt, tấn công của Kroos là mạnh hơn số khả năng phòng ngự của anh. Việc sử dụng Kroos trong đội hình tiền vệ của mình là một sự lựa chọn rất sáng suốt và yên tâm cho Kroos, có thể đáp ứng mọi thuật cầu sơ đồ. Vậy ở vị trí CM chấm điểm cho Kroos, tôi sẽ chấm cho anh mức điểm là 5 trên 10. Và mùa giải TC là mùa giải hoàn toàn xứng đáng cho những team yêu thích đội ra Đức, Real Madrid, Dũng Anh. Trận đấu rất nhiều bàn thắng.